OK, xin chào tất cả mọi người nhá. Thì hôm nay ngày 20 tháng 10 mình làm cái clip này chung là tặng vợ mình một món quà. Vợ đấy, món quà tặng vợ đấy. Thì như các bạn có đã biết rằng hôm trước thì mùng 8 tháng 3 mình có làm clip tặng vợ rồi. Hôm nay mình sẽ làm lại nhá. Hôm trước thì mình có đây chuẩn bị ở đây. Mũ này, camera này để đi mua đồ về tặng vợ này á. Thì hôm nay mình sẽ làm cái clip này tặng nói chung là không có gì, người ta các bạn có điều kiện thì các bạn tặng đồ thì vàng bạc đá quý kim cương các kiểu thứ, mình thì nhà nghèo lắm các bạn biết mà, mình đâu có tiền đâu, vì thế nên là thôi có cái gì thì mình tặng cái nấy, chứ bây giờ mình sẽ làm một cái món ăn để mà tặng cho vợ mình nhân dịp 20 tháng 10 đó nhá. Hy vọng thì các bạn sẽ xem clip của mình và hãy cho mình xin một like nha. Cái này nó mắc kẹt quá. Bây giờ mình sẽ gắn camera vào trong cái mũ bảo hiểm này. Mình sẽ đi mua đồ về nấu ăn cho mọi người xem nha. Không biết các bạn có cười mình không nữa nhưng mà thôi kệ. Con người mình nó vậy á. Các bạn muốn nghĩ sao thì nghĩ thôi. Chứ bây giờ mình cũng không biết làm một lần. Hãy sống thật với bản thân mình. Dù họ có ghét mình hay là ra sao đi chăng nữa. Sáng giờ thì vừa mới làm clip ấy đây bạn. Làm clip 8 tháng 3 xong. Bây giờ thì clip xong xong rồi. Rồi đi ấy thôi. Xong. Đấy cơ. Mới làm trưa sáng là dậy. Dậy sớm là lúc mấy giờ đây? Dậy lúc 11 giờ trưa. Cái làm clip để úp 3 giờ chiều. Clip 20 tháng 10 chắc các bạn cũng đã xem rồi. Xem trên kênh Hảo đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ làm clip này vlog tặng vợ nhân dịp ngày 20 tháng 10 tặng món ăn thôi. Nói chung là cũng không đến mức độ gọi là ấy lắm, các bạn cũng biết mình mà, trời nấu ăn thì cứ gọi là chết luôn nhá. Quan trọng là chết đấy rồi. OK. Let's go baby, OK. Đi thôi. Đố các bạn biết mình sẽ làm món gì đây. Từ từ đi thì các bạn sẽ biết. Giọt nước mắt anh rơi, hỏi em ơi tại sao? OK, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài chợ mua đồ nha. Xe kẹt lắm quá. Không chịu đi được. Chết chết chết. Bé ơi. Có ba có ổ bánh mì không không lấy em mấy cái. Cái gì chú kìa. Lấy cho xem nào. 1 2 bạn lấy 6 cái. Còn mấy cái nữa. Hả? Còn lấy 6 cái thôi, còn mấy cái đó. Ừ. Số cái bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Camera. Đâu camera đâu? Nó tổng cộng bao nhiêu? Dạ. 12 ngàn đúng không? Cái nói gì vậy? Câu. Này là cái mũ. Cái mũ nguy hiểm chú rồi. Ừ. Ủa có chị vô mặt chú hư bị đánh đâu bây giờ. Đi vô. Cái này hả? Cái này đồ chơi con nít á. Đó đồ chơi. Chơi không? Rồi đừng hỏi nữa nha. Có chơi không? Chơi kêu mẹ mua cái về chơi. Ghê quá, bỏ vô miệng luôn. Con người thế nào tự nhiên cướp lấy em đi bằng cách nào? Duyên nợ mình trả hết cho nhau phần vậy sao? Giọt nước mắt anh rồi, hỏi anh rồi tại sao? Có rau mùi không chú? Rau mùi à? Rau mùi hả? Hả? Có. Đang chẳng lấy cháu ít đi. Lấy cho cháu trứng này nè. Rồi. Trứng này trứng vịt đúng không? Chục à. Lấy một chục. 12 cái 30 ngàn
12 cái 30 nghìn hả? Dạ. Chú ở đây chưa? Chưa, cô lại về. Cô mới về. 4 5 6 7 8 Dạ. 9 10 11 12. Hết cháu ít thôi, một miếng thôi. À, không biết nằm ở đâu đúng không? Dạ vâng, tôi nói được rồi. Ê, dưa leo một quả nè. Sao dưa leo xấu ấy chú ơi, có đẹp đẹp không? Mày kệ đi, lấy đại. Mày cho vào cái bọc này đi, cái bọc trứng và thêm một cái bọc này đi, kia nó vỡ. Dạ. Nỡ ra bắt đền thôi không sao hết. Chạy nó rớt xuống nó vỡ. Có bù không? Hả? Có bảo hành không? Bảo cái chai rồi. Thì nó đi đường nó về nó dỡ vỡ đâu ăn được, phải bảo hành chứ. Mấy quả ta? 4 quả được không ta? Rồi nó 5 quả đi. Thế nào bây giờ cho nó 10 với không tăng bà thế này. Nó là lọc mấy chứ là cho là 24 quay nó không đích rồi, quay. Cái này là bao nhiêu? Này 30. Cái đó 30, 30 hoặc 40 đó. 1 2 3 4. Hết. Pin. Cái đi đường mà bể ra cho bảo hành nhá. Về nhà ăn xong rồi đem cái vỏ ra cho bảo hành. Ok, chào mọi người. Thì giờ mình đã mua về đồ về rồi đấy các bạn ơi. Thì hôm nay của mình có này, trứng nè, chục quả, bánh mì nè, mua 6 ổ luôn. Giờ ăn tối ăn, đặt vô đầy học luôn. Rồi, dưa leo và rau mùi. Này rau mùi nha các bạn. Thật lắm á. Dưa leo thì mua được 2, 4, 5 quả là xá hồ ăn. Ăn cho vào đó. Phê như con dê luôn. Đầu tiên mình sẽ đi ốp lá trứng trước ha. Ok, tuyệt vời, lấy một cái đĩa. Trứng à, lấy một cái gì để đựng vỏ trứng. Ok. Một cái gì cũng được ha. Trước tiên là mình sẽ ấy xong rồi mình sẽ để đây ha các bạn ha. Hợp lý không? Hợp lý. Ok. Hôm nay đầu bếp anh Hảo xin hân hạnh tài trợ chương trình này. Lâu lắm rồi mới vào bếp các bạn. Từ tới ngày 8 tháng 3 đến hôm nay mới vào bếp nấu đấy các bạn. Nào, xong chưa? Ốp lá trứng nha các bạn. Món ăn đơn giản như đan giỡn. Thì mình sẽ cắt dưa leo ra, bỏ rau mùi bên một đĩa rồi sẽ riêng. Bây giờ mình sẽ chiên trứng trước cái đã, đi đến sau. Ok. Không quên nhầm, từ ngủ rồi đó. Lâu khô đó nhầm. Sôi cái đã ha. Rồi, ok. Trứng nè các bạn ơi. Nè. Xem nó ở ngoài luôn. Nè trứng nè. Đây, đầu bếp người ta sẽ làm như này lắc 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 xong người ta hất đúng không? Ui giời, cái này mà hất một cái là bay vào mặt luôn đi. Gì ghê chưa? Trời.
tay nghề mà phải dạng vừa đâu. Sao là cứng rồi? Cũng lật được cái miếng này là sao ta? Từ từ để hư quá. Đâu mấy cả đầu gấu hả mày? Cũng nặng. Á! Trời ba mày. Trời yêu á. Mày cái điều. Ý, đừng bắn các bạn ơi. Đó quá. Thường thường trong nhà hàng hay cái gì á, họ chiên nó hơi lạnh đỏ, nó hơi hơi thôi các bạn ơi. Rồi, quả đầu tiên. Chị má nó bắn vào trên tôi vậy. Sợ đâu. Không sợ. Nó mạnh chứ mà không sợ các bạn. Ủa mình chia làm sao một hồi á, cái lòng trắng của nó, cái lòng trắng của nó bên này mà lòng đỏ của nó bên này là sao ta? Thần trí vô lý quá. Được được cái muối này nóng phải lèo ra. Đỡ bắn, tí nữa mình bật sau. Hồi nãy nó bắn tóc vào tay đau quá. Ê. Ê. À. Mình sẽ chiên 4 quả đây nha. Ê, được cái mũi nóng quá. Trời ơi, bắn này chân mình luôn rồi. Nó bắn các bạn ơi. Một quả rồi, hai quả rồi, đây là quả thứ ba.
xong ok cùng chê. Quả này có quý bán gì không ngon. Để hết bán rồi đó, nóng quá. Trời ơi, nấu món ăn thôi mà vất vả phải nhiều. Lấy cái này đi. Ok con dê các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi gọt dưa leo nhé. Giờ mình sẽ cắt dưa leo ra nhé. Giờ mình sẽ đi nhặt ít rau mùi nha. Rau mùi thì nó cũng có đồng nhặt. Nhặt mấy cái lá của nó thôi chứ xong rồi. Đó. Rửa sạch là ok. Xong, như vậy là mình đã có tất cả mọi thứ rồi đúng không? Thì mình hôm nay sẽ ăn giữa dưa leo, rau mùi, trứng, bánh mì, tương ớt và tương đen. Hết, bây giờ thì quýt thôi. Rồi các bạn ơi, thì ở đây là những món hôm nay mình làm tắt vợ mình nha. Đầu tiên thì có bánh mì này, mình cắt ra này. Dưa leo rau thơm, trứng. Trứng chiên mãi khổ cực vẫn lề, tương đen và tương ớt. Giờ mình sẽ làm cho vợ mình một cái nha. Đó, mỗi cách là các là đầu tiên là mình sẽ bỏ hai miếng dưa leo trước, xong rồi bỏ trứng vô, bỏ một quả thôi các bạn ơi, một quả thôi đừng bỏ nhiều. Trứng vô thơm phức ngay. Đây nha các bạn. Đó. Tiếp theo á, các bạn sẽ bỏ tương đen trước. Vừa thôi, không cần nhiều đâu. Chung mà đều là được rồi. Vợ mình ăn thích rất là thích ăn tương ớt, thế nên mình cho nó sẽ ăn cay các bạn. Tương ớt thì nhiều vô. Đây, chưa hết đâu nha. Tiếp tục bỏ rau mùi vào. Rau mùi thì các bạn không cần cho nhiều đâu, rau mùi thì nó ăn thơm thôi mà, không làm gì đâu, thơm nhưng mà ăn cực kỳ thơm luôn. Rau mùi vô. Đó. Này thôi các bạn, tiếp tục bỏ dưa leo vào, thêm ít nhất là 2 miếng nữa, ít nhất là 2 miếng nha. Đây. Chỉ cần ép vô một cái là quế vung vô ngay. Mẹ ơi! Giờ gọi bà thôi, vợ mình đang hung quá. Đây nha các bạn. Đó. Ngon ngay. Nè, 20 tháng 10 anh làm cái bánh mì tặng em nè. Đây, bánh mì luôn. Ừ. Ăn thử có ngon không? Thôi được rồi, không phải bẻ ai hết trơn, nó khó sao anh vậy đi. Phải. Giờ mình sẽ làm cái của mình thôi, sáng giờ chứ được ăn gì trơn. Cắt đi em đi. Được không? Có ai 20 tháng 10 tặng bánh mì ngay? Có ăn thôi. Hồi sáng em ăn với chị tặng nhẫn vàng, nhẫn kim cương nhiều phải không? Này thì tặng quà, này thì nhẫn vàng, nhẫn kim cương. Ngon không? Nhân vàng không ăn được đâu, nhưng kêu cô ăn rau bánh mì ăn được á. Okay. Ăn được quốc vậy thôi các bạn. Đầu tiên cho 2 đến 3 miếng dưa leo và dưa leo nhiều lắm, cho thoải mái.
ngon không? Có thêm không mời mọi người ạ? À? Ngon. Ngon ăn mình dễ hả? Đúng rồi, ngon phải ăn mình. Ví. Đây nha các bạn, mình vô. Tiếp theo là xào tương đen. Và tương ớt. Mùi xong rồi quả dưa leo lên là xong nhé các bạn. Đâu rồi, mình thử ra thành quả của mình làm rồi buổi trưa chiều ngày hôm nay coi. Mời tất cả các bạn nha. Cái gì vậy? Dễ lớn lắm mà. Ăn đói ăn ngon thơm lắm. Mời mọi người nha. Ngon. Ngon. Nó lẽ anh phải nấu cơm cho em mới đâu phải ăn nước mì như vậy đâu. Mới nấu cơm rồi thôi. Để tháng 5 nấu tiếp cho. Mình toàn tháng 3 tháng 5 nha. Còn đòi hỏi nữa hả? Hả? Đó chứ gì? Có giặt rồi nào? Có mấy giặt mà? Chào luôn. Đây này. Thơm không ạ? Ăn hai cái nha. Để ngoài cho cái nữa nha. Sáng giờ cả hai vợ chồng chưa ăn gì luôn. Vợ mình nó ăn gì không mình không biết, ăn gì chưa? Chưa hả? Uống miếng nữa đi. Đói. Nhật đâm năm nhanh nha, vào trong nhà ông bà ở mọi người ạ. Mình thấy có hai vợ chồng đây thôi. Ok không? Không. Ngon quá hả? Ừ. Ăn đi ngại về. Ngại đi. Luôn, thằng ấy không?
tôi làm bánh mì xong tôi bị lấy bị bóng tôi cột lại, xong rồi bỏ trong hộp quà không bữa nó xong rồi đây không phải đặt em mở ra bánh mì ta giải bá ngon hợp lý hơn hả? Mình ngồi các bạn mình ăn thêm một cái nữa các bạn. Bớt lắm, một ổ ăn không đủ. Ai ăn được đâu? Ăn đây, không có nhiều. Hay là làm một ổ là em mình cắt làm hai. Ăn giờ đi, tối không có ăn đâu. Ngày chỉ ăn một bữa thôi đó. Lấy ngạo khổ lắm. Ngày nào cho ăn con bữa tranh thủ ăn bù. Nhấp trứng bỏ vào này nó. Thôi em ăn ở đây mình nồi. Ăn đi. Ăn đi. Đứng lại. Để đâu ăn để có rồi. Ê ơi. Cho ăn nè. Ăn đi. Ngại ngùng gì. Giờ ăn một cái ăn nửa cái. Từ sáng đến giờ kêu no ra nửa gái ha. Cái làm hai đi nè còn đấy cầm wow đây nha các bạn đó ngon không quay bỏ cái nửa vào đi bỏ rồi mà ít quá cho thêm đi. Còn trứng mà còn cho em đéo chị đùi no gái thôi bye bye đấy. Mẹ ơi bọn mình không ăn nữa các bạn ơi, vì thế nên mình sẽ cố gắng ăn. Xong rồi phải liếp tiếp. Rồi liếp tiếp là buổi tối các bạn. Làm cái ít buổi tối lúc 7 giờ trên kênh Hảo Lan này. Xong rồi cả buổi tối từ lúc 7 giờ đến tận 11 giờ đêm, có khi 12 giờ đêm làm clip úp trên kênh Hảo lúc 7 giờ sáng này. Cộng với cả một clip với file lúc 12 giờ trưa này. Đó, các bạn thấy không? Cuộc sống của mình nó đơn giản vậy thôi. Thế là hôm nay là 20 tháng 10. Mình lấy chợ chứ bình thường vợ mình lấy chợ cơ. Mẹ có hôm khó không chợ được. Tại vì buổi sáng khách ấy nó tới nó quán hết mà quán hết bên ngoài các bạn, nó tới nó chơi ấy, nó đập cửa đâu đi chợ được. Thế là hôm đó mình ăn mì chưa dậy ăn mì chiều đi mua đồ ăn mua gì ăn đó. Con trùng cũng khổ lắm, làm sáng tối ăn này khô các bạn.
đổ nước vô. Hay là cuộc sống của mình nó dễ các bạn. Đôi lúc mình ăn ngày mình ăn có một bữa hai bữa à. Mà một lần mình ăn nhiều lắm. Thời gian đâu mà ăn hoài. Ngon quá. Các bạn thấy mình sức ăn ghê đúng không? Ăn hết hơn hai ổ bánh mì, thậm chai nước. Rồi, như vậy là xong rồi các bạn ơi. Mình ăn xong hết rồi này. Chúc tất cả các bạn nữ anh xem trên clip của mình vẫn là ủng hộ mình ngày 20 tháng 10 vui vẻ nha. Và sẽ gặp nhiều niềm may mắn. Cảm ơn tất cả các bạn. Mày cô nào quá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip sau. Mình không có gì tặng vợ hết các bạn ạ. Các bạn được tặng cái gì nhớ comment cho mình biết ở bên dưới phần bình luận nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye.